Đồng Thanh Tâm xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đồng Thanh Tâm, khách hàng của Richita Pheku. Và rất vui gặp lại quý vị trong chương trình Âm nhạc và làm đẹp cùng với sự tài trợ của thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản Richita Pheku. Và giờ đây chúng ta cùng đến với nhau trong chương trình Âm nhạc và làm đẹp. Xin mời anh Nghĩa Sửa cho một khúc nhạc vui vui để chào đón quý vị đến với chương trình Âm nhạc và làm đẹp. Yeah. Vô luôn. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình Âm nhạc và làm đẹp thì Đồng Thanh Tâm và công ty Richita Pheku tổ chức hàng tuần vào 6:30 đến 7:30. Và chương trình sẽ được phát sóng lại trên đài truyền hình Việt Bay TV vào thứ tư hàng tuần vào lúc 5:30 đến 6:30 hàng tuần thứ tư nhé quý vị, sẽ được phát lại thứ tư hàng tuần. Quý vị nhớ đón xem và cùng tham gia với chương trình Richita Show với chủ đề Âm nhạc và làm đẹp. Ngày hôm nay Đồng Thanh Tâm tiếp tục mời lên đây một vị một nam ca sĩ khách mời ngày hôm nay. Đầu tiên cho Tâm giới thiệu nam ca sĩ Lê Trường ở bên cạnh Đồng Thanh Tâm đây. Mời Lê Trường có lời chào đến khán giả của Đồng Thanh Tâm cũng như là khách hàng của Richita đang xem. Dạ. Trước hết thì Lê Trường xin gửi lời chào khán giả của Richita và cùng anh ca sĩ Đồng Thanh Tâm. Và Lê Trường cũng xin gửi lời chào anh Quý và anh Đồng Thanh Tâm thêm lần chào nữa. Chào Lê Trường. Dạ. Chứ chân em bật mí rồi. Anh định giấu hai anh này. Vâng thưa quý vị, nam ca sĩ Lê Trường lần đầu tiên đến với chương trình Âm nhạc và làm đẹp. Thì một lát nữa quý vị hãy yêu cầu những bài hát, tất cả những bài hát, đặc biệt là nam ca sĩ Lê Trường hát một dòng nhạc cũng rất giống với Đồng Thanh Tâm nha quý vị. Hát bolero cũng rất là hay, rất là ngọt ngào. Cho nên quý vị hãy chuẩn bị các bài bolero Lê Trường sẽ hát cho quý vị nghe. Và một nhân vật ngày hôm nay Đồng Thanh Tâm mời lên đây nữa, rất là vui khi có anh ngày hôm nay. Xin giới thiệu quý vị một vị tổng giám đốc của tập đoàn Richita Pheku. Xin chào đón anh Quý Nguyễn. Hello. Chào Đồng Thanh Tâm, chào Lê Trường, chào anh Nghĩa Sửa, chào quý vị. Rồi hôm nay rất là vui có anh Quý Nguyễn lên đây cùng tham gia với chúng tôi. Và anh Quý Nguyễn thì sẽ không có hát, nhưng anh Quý Nguyễn sẽ nói cho quý vị nghe về những thắc mắc mà quý vị muốn biết về sản phẩm trị nám trắng da đến từ Nhật Bản. Và trong chương trình của chúng tôi rất lúc nào cũng đồng hành, đó là không thể nào thiếu anh Nghĩa Sửa đệ nhất keyboard. Xin mời camera quay anh Nghĩa Sửa cho anh Nghĩa Sửa gửi đến trái tim cho quý vị thế nào. Đó. Rồi, cảm ơn anh Nghĩa Sửa rất là nhiều. Và cảm ơn những vị khách mời ngày hôm nay đã đến đây. Và giờ đây thì cho phép Đồng Thanh Tâm xin gửi lời chào đến tất cả các bạn bè khách hàng của Đồng Thanh Tâm đã vào trong trang nhà của Đồng Thanh Tâm, đang xem chương trình Âm nhạc và làm đẹp cùng với Đồng Thanh Tâm. Cho Tâm gửi lời chào hết quý vị nha. Có thể Đồng Thanh Tâm sẽ không đọc hết tên của quý vị được, nhưng mà quý vị có yêu cầu bài hát gì thì hãy đánh riêng cho Đồng Thanh Tâm nha. Hỏi anh Quý Nguyễn chuyên sâu về mỹ phẩm trắng da trị nám, hay là khai thác nam ca sĩ đẹp trai ngày hôm nay của chúng ta, những cái đời tư gì đó, khai thác hoặc kêu anh ấy hát những bài mà quý vị yêu thích, anh ấy sẽ hát cho quý vị nghe rất là ngọt ngào quý vị nha. Đồng Tâm xin phép đọc chào Kenly, chào Lữ Khách Hận Mùa Thu, bé ca sĩ Jessie Thảo Vi cũng đang xem, Jenny Đỗ, chào Ngọc Hà Nguyễn, chào Mike Lê, chào anh Mai, hẹn gặp anh tháng 4, tháng 5 gì nhá, có lời hẹn rồi đó, nhớ nhé anh Mai nhé, em đang đợi đó. Chào Hana Hân Phạm, một người khán giả, một người khách hàng của Richita Pheku ở tại Canada. Chào chị Phước Ngân ở Úc Châu nè. Chào Cindy Úc Phạm, Johnny Trường. Chào anh Thanh Quỳnh. Chào chị Holly Trần ở Atlanta. Chào chị Vivian Nguyễn, Nguyễn Vinh, Hạnh Quỳnh. Chào mọi người nha. Chúc mọi người nếu ở Việt Nam thì có một ngày mới làm việc vui vẻ. Nếu ở các tiểu bang thì quý vị hãy đón xem chương trình này xong rồi quý vị hãy đi ngủ quý vị nha. Và chương trình sẽ được phát sóng lại vào lúc 5:30 đến 6:00 chiều giờ Cali trên sóng truyền hình Việt Bay TV 1.4 San Jose. Quý vị nhớ đón xem nhé. Và trong chương trình này thì có âm nhạc và làm đẹp. Âm nhạc thì có nam ca sĩ Lê Trường và Đồng Thanh Tâm sẽ hát cho quý vị nghe. Còn làm đẹp thì hôm nay phải khai thác anh Quý để chúng ta có thể nắm rõ hơn về cái thông tin sản phẩm nha. Anh nhớ là hôm nay em nói là anh lên anh đánh đàn rồi anh Nghĩa sẽ hát. Dạ. Một lát nữa thì anh Quý sẽ đánh đàn, anh Nghĩa sửa hát. Rồi chào Linda Lam nha, chào Tommy Trần. Mọi người xem chương trình giúp Đồng Thanh Tâm một việc nha.
hãy share cái chương trình này lên trang cá nhân của quý vị để những người bạn bè thân hữu của quý vị biết đến chương trình và biết đến Rigita Bihaku là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản. Biết đâu quý vị sẽ giúp được bạn bè của quý vị mang niềm vui đến cho bạn bè quý vị khi mà họ tìm được cái dòng sản phẩm phù hợp để chăm sóc tốt cho làn da quý vị. Và đặc biệt là trong cái chương trình này sẽ có chương trình âm nhạc và làm đẹp cùng với nam ca sĩ Lê Trường. Thì thôi, đầu tiên thì hãy để nam ca sĩ Lê Trường sẽ gửi đến quý vị một ca khúc để gọi là chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Lê Trường lần đầu tiên đến với chương trình âm nhạc và làm đẹp của Đồng Thanh Tâm nhé. Dạ, xin mời anh Lê Trường chọn một bài hát. Dạ, cảm ơn Thanh Tâm. Thì Lê Trường cũng xin tặng cho quý vị một nhạc phẩm mà Lê Trường đã có trong một cái cuốn CD mới ra. Và đó là bài hát được mang tên là Về đâu mái tóc người thương của nhạc sĩ Hoài Linh. Rồi, Về đâu mái tóc người thương với phần trình diễn của nam ca sĩ Lê Trường và anh Nghĩa Sữa. Xin mời quý vị. Tiếng lá rơi.
quá. Rồi, cảm ơn phần trình diễn của nam ca sĩ Lê Trường và anh Nghĩa Sữa. Và giờ đây thì xin mời anh Quý Nguyễn có đôi lời với quý vị khán giả, cũng như là anh Quý có đôi lời chia sẻ đến quý vị chút xíu. Trước tiên là xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Richita và tất cả quý vị khán giả. Lần đầu tiên về Cali có công việc là bị Đồng Thanh Tâm bắt cóc lên đây. Đồng Thanh Tâm có cái power mà bắt cóc nổi anh Quý luôn đó quý vị. Đồng Thanh Tâm bắt cóc lên đây, nhưng mà với cái lời hứa là nếu Quý lên đây thì anh Nghĩa Sữa hôm nay anh sẽ hát. Cho nên là Quý quyết định là phải lên. Rồi, ở bên trang nhà của Richita cho anh gửi lời chào tới Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh Nguyễn, Bình Nguyễn, Danh Võ. Danh Võ là một trong người em của anh đã lâu lắm rồi. Rồi, chào chào Danh Võ. Rồi, chào Hoài Vũ. Rồi, chào Melissa, Mỹ Linh Hoàng. Chào Linh Trần. Chào Hoài Hải Hồng Hồ. Rồi, xin chào tất cả quý vị nha. Rồi, có ai yêu cầu anh Quý hát chưa? Có, hồi nãy Nghĩa anh có yêu cầu rồi. Rồi, Đồng Thanh Tâm chào chú Di Cường, chào Tài Ngọc nha. Linda Lam hỏi Lê Trường từ đâu tới. Lê Trường có thể trả lời. Trả lời bằng cái này hả? Okay. Có cái vụ đây. Thưa chị Linda, thì em là từ bên Kansas City, Missouri qua. Đó thì Linda có muốn khai thác thêm chút xíu không? Chứ thật sự Đồng Thanh Tâm biết á, ngoài công việc là một ca sĩ thì Trường cũng rất là có một công việc rất là có chữ sĩ nữa, mà không biết có tiện chia sẻ ở đây không? Để anh chia sẻ cái vụ này, để anh chia sẻ. Để anh Quý chia sẻ về Lê trước, Trường. Trước khi lên đây đó, anh biết Lê Trường á là ngoài là một ca sĩ, rồi còn thêm một cái nữa rất là, các bạn Lê Trường này rất giỏi quý vị, là còn là bác sĩ, mà bác sĩ giỏi nữa. Ngoài ra còn là một luật sư nữa. Kinh khủng khiếp. Đó là anh chàng này, anh là có bao nhiêu bằng cấp anh dành hết. Cho nên là anh gặp Lê Trường, anh mới đùa, anh hỏi rằng là Lê Trường muốn anh giới thiệu em là ca bác sĩ hay là bác ca sĩ? Không dám dừng. Dạ, em không dám dừng. Vui. Dạ, không dám dừng. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hoài Vũ nói là bốn anh, Quý, Quý Nghĩa Tâm, Quý Nghĩa Tâm Trường. Mỗi anh là hát tặng cho em nghe bài. Trời. Cảm ơn Hoài Vũ rất là nhiều nha. Cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đang xem. Và trong chương trình này thì có âm nhạc và có làm đẹp. Thì âm nhạc thì có Lê Trường và Đồng Thanh Tâm sẽ hát tặng cho quý vị. Còn quý vị muốn tìm hiểu sâu về cái dòng sản phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản, thì hôm nay có anh Quý Nguyễn là tổng giám đốc của Richita Bihaku sẽ chia sẻ đến quý vị những thắc mắc mà quý vị muốn hiểu thêm về Richita, thì anh Quý Nguyễn sẽ giải đáp cho quý vị. Thì quý vị hãy yêu cầu thì hãy comment phía dưới nha. Còn hát thì hãy để hai nam ca sĩ sẽ hát cho quý vị, chứ thật sự kêu anh Sữa hát thì cũng hơi khó cho anh Sữa. Không, anh bị đau chân anh không có hát được. Dạ, đó. Khán giả đang ăn cơm. Ý là anh sợ mọi người bị sao anh? Ôi. Dạ ôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì Linda. Không, chút xíu nữa mình còn yêu cầu hai anh kỹ thuật lên hát nữa. Ok ha. Rồi, lo luôn cho hai anh kỹ thuật nha. Quý vị ơi, chương trình này sẽ được phát sóng lại trên đài Việt Bay TV vào thứ tư hàng tuần vào lúc 5:30 đến 6:00, quý vị nhớ đón xem. Và trong chương trình này thì Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị cái dòng sản phẩm mà trong thời gian qua đã được rất là nhiều tình cảm của các chị em phụ nữ, kể cả các đấng mài râu cũng quan tâm tới khi mà nghe nói trắng da và giúp cho trẻ. Thì có một số quý anh gọi điện vào và hỏi là mỹ phẩm này đàn ông xài có được không? Thì Đồng Thanh Tâm chia sẻ cho quý vị hiểu là Richita Bihaku phù hợp với tất cả mọi thành phần nha. Nam, nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì cũng sử dụng được quý vị nha. Cả nam cả nữ đều sử dụng được hết. Tại vì tất cả là thảo dược thiên nhiên và giúp cho da quý vị đẹp hơn thôi. Cho nên nam, nữ gì cũng dùng được quý vị nha. Đó, thì bây giờ quý vị có thấy là da Đồng Thanh Tâm hôm tuần vừa rồi đó là có chị Trang Thanh Lan có khen là không biết có đánh má hồng không mà sao mà trắng hồng lên. Có bí quyết cho em phải chia sẻ. Bây giờ cái bí quyết thì Đồng Thanh Tâm đã nói chia sẻ đến quý vị rồi. Đồng Thanh Tâm dùng cái viên uống trắng da trị nám, nhưng mà Đồng Thanh Tâm không có bị nám thì nó làm da Tâm trắng hơn, làm da Tâm khỏe hơn, hồng hào hơn là nhờ cái viên uống trắng da trị nám này. Thì có sẵn có anh Quý ở đây, anh Quý sẽ chia sẻ đến quý vị hiểu rõ hơn về cái viên uống trắng da trị nám mà được khách hàng đặt cho một cái tên rất là dễ thương, đó là thần dược đẹp da.
Xin mời anh chia sẻ. Rồi, đây, anh chia sẻ. Ok. Hôm nay lên đây đó, anh Quý rất là thích, đam mê. Nhất là cái viên uống trắng da chị nám này. Tại vì sao? Tại vì là nam mình uống cũng được, anh Nghĩa. Không? Cái nam mình uống cũng được, nam nữ gì. Cái này nó thích hợp cho tất cả các loại da. Và cho cả nam và nữ. Cho anh chia sẻ một tí là tại sao nó được gọi là thần dược. Nó được gọi là thần dược. Tại vì rằng là khi mà Quý với lại Thị Trang đó, đi qua bên Nhật đó, khi mà làm việc với lại các nhà sản xuất đó, thì mình có yêu cầu là cái vấn đề là ngoài cái vấn đề riêng Richita Bihaku là rất là hiếm cái thương hiệu mà có về mỹ phẩm, đó là trong uống ngoài thoa. Thì đây là một trong cái phương pháp gọi là trị tận gốc, trị ở bên trong. Cho nên là sẵn có bác sĩ ở đây chia sẻ một tí xíu để mang đến tính chất dược sĩ về tất cả những dược chất ở trong này. Ở đối với Nhật Bản đó, là cái viên uống trắng da trị nám này nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Tuy nhiên làm như thế nào để mình phân biệt được là cái nào tốt hơn cái nào, và cái Richita Bihaku nó khác với lại những cái viên uống trắng da hiện tại có ở Nhật, nó khác như thế nào? Thứ nhất đó là cái thành phần mà L-citrulline đó là cái thành phần trắng da, đúng không? Ở Nhật đó là 240 mg/day, đó là cái viên uống trắng da, đó là cái tiêu chuẩn chung, nó không vượt qua đó được, nó chỉ có 240 mg/day thôi. Ngoài ra thì với cái yêu cầu của Thùy Trang đó là cái viên uống trắng da này đó nó phải là có cái hiệu quả nhanh và nó được an toàn. Thì bên phía nhà Nhật Bản nó họ mới ép thêm cái thành phần gọi là pineapple food extract. Đây là một cái thành phần trắng da trị nám, nó add on thêm cái ngoài cái tiêu chuẩn chung. Rồi cái orange food extract đó cũng là thành phần, lại là thêm một thành phần trắng da nữa add on lên. Rồi bên cạnh đó là cái vitamin C là cái thành phần làm cho trắng da, nó lại thêm một thành phần trắng da nữa, tức là nó cứ keep add on. Ngoài ra thì Trang còn muốn nó cái dòng sản phẩm này nè, ngoài cái trắng da trị nám mà nó phải cải thiện cái vết thâm, vết nám và những cái làn da mà bị hư hại, thì trong đó mới có những thành phần là thiamine nè, riboflavin, selenium. Đây là những thành phần có dược thảo về kẽm, nó làm cho nó tái tạo tất cả cái tế bào da, nó thành phần mà khi mình thấy cái chữ zinc á là những làn da bị hư hại nó tái tạo luôn. Cho nên tại sao có rất là nhiều khách hàng của mình nó trong vòng uống khoảng tuần lễ, tùy theo cái loại da, có người uống tuần lễ ta gọi rồi, gọi vào khen, có người thì 2 tuần, có người thì 3 tuần. Có cô vui lắm, Quý có một cái đứa em nghĩ cũng rất là vui, nhưng mình hơi mình giấu tên cái nha, là mình uống cái dòng sản phẩm này đó, mới đầu mình nghĩ 1 tuần sẽ gọi mình, chưa gọi, 2 tuần chưa thấy gọi, tới tuần thứ 3 nữa chưa thấy gọi, mình nóng ruột mình gọi em uống, em thấy thuốc này thấy như thế nào. Tại cái tiêu chí của Richita Bihaku mình đó là người thật việc thật, tức là mà không có thuê người cầm lên quảng cáo, tức là có sao nói vậy. Thì mình nói em ơi 3 tuần rồi chưa thấy em gọi, nó gọi cái mình mới gọi mình hỏi, mà nói là em muốn thấy sao, dạ em chưa thấy gì nữa, để ráng tuần lễ nữa coi, tuần lễ nữa cũng chưa thấy gì nữa anh ơi, chắc có thời gian giống già trâu quá. Mà vui lắm, nhưng mà tới cái tuần thứ 5 bắt đầu work, mà từ bắt đầu work bây giờ để da mọc không, để da mọc mà đi chụp hình selfie rồi gửi rồi mình cảm thấy rất là vui. Tức là có người đó thì là 1 tuần, có người thì 2 tuần, rất là vui. Cho nên rằng là ngoài cái đó ra là tại sao da đồng anh tông nó hồng lên, giờ có bí quyết chỗ này, nó có vitamin B6 ở trong này. Cho nên là chị Thùy Trang mới nói rằng là trắng không ấy, mà trắng bệt thì không có được, phải trắng hồng. Cho nên họ mới ép thêm cái thành phần vitamin B6 ở trong này. Cho nên là Quý cũng uống, cho nên thấy cũng đánh má hồng. Đó. Thấy cũng đánh má hồng vậy đó. Anh Quý cũng đánh má hồng luôn. Rồi, anh rồi, chia sẻ về cái thuốc. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Quý Nguyễn, tổng giám đốc của Digital Bihaku, chia sẻ với vị hiểu rõ thêm về cái thuốc mà khách hàng cho rằng là thần dược đẹp da. Đó, một lát nữa anh sẽ giới thiệu qua cái khác nữa quý vị nhé. Thì tiếp theo thì đồng quan tâm chào một số khán giả đã vào đây xem nữa nè. Chào Hải Lê, chào anh Nguyễn Hữu Thanh, anh Nguyễn Hữu Thanh là ca sĩ, anh ca sĩ ở bên tiểu bang Boston, ở cửa Massachusetts, ở bên thành phố Boston của Massachusetts. Rồi chào chị Nguyễn Thị Tâm Hương, là một người chị mà lâu rồi Đồng Thanh Tâm mới gặp lại. Chị Tâm Hương là tất cả các bao bì mà CD sản phẩm của Đồng Thanh Tâm từ trước tới giờ là do chị Tâm Hương design và sản xuất. Cảm ơn chị rất nhiều và lâu lắm mới gặp chị, mến chúc chị và gia đình năm mới nhiều sức khỏe nha chị Tâm Hương nha. Rồi chào Facebook tên là Điều Đức nè. Chào anh Hiền Trương là ca sĩ ở tiểu bang, gặp anh ở Florida mà chưa hỏi là anh ở đâu nữa. Đó rồi chào Trần Ngọc Tình, Ngọc Thùy đấy, Duyên, nữ ca sĩ Ngọc Thùy Duyên. Cũng chào Ngọc Thùy Duyên. Chào Đoàn okay, Đặng, okay, Jenny Trúc, Khải Yến. Chào chị Liên. Chào Nguyễn Phương Ngân. Cô Hoa hậu Nguyễn Phương Ngân đang vào xem chương trình của chúng ta đây. Chào Kim Võ. Chào anh
ca sĩ MC Andy Chris cũng đang vào xem chương trình luôn. Wow, chào Andy Chris. No. Chào tất cả mọi người nha. Bữa nào anh phải tôi phải bắt cóc anh lên đây. Em định nói mời anh Andy Chris lên đây. Không, anh Quý bắt cóc lên luôn. Ok. Hy vọng một ngày nào đó anh Quý sẽ bắt cóc anh Andy Chris lên đây rồi chúng ta sẽ cùng trò chuyện vui lắm nha mọi người nha. Rồi mọi người có yêu cầu anh Lê Trường hát hay là anh Quý Nguyễn hát tiếp thì comment phía dưới nha, ảnh hát bằng cái lời nói nha quý vị. Hát bằng lời nói. Đoàn Đặng hỏi là đàn ông xài cái này được không? Ok Đoàn Đặng ơi, đàn ông phụ nữ gì xài được hết nha. Tại vì đây là thảo dược giúp cho da mình đẹp hơn thôi. Cho nên nam nữ đều dùng được. Nam thì anh chia sẻ với Đoàn Đặng luôn là dùng giống anh thôi. Và anh Quý Nguyễn cũng đang dùng như thế. Một chai sữa rửa mặt và một lọ viên uống trắng da trị nám. Nhưng mà nghe trị nám thì các chị em phụ nữ sẽ thích hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không bị nám thì sao? Da chúng ta sẽ đẹp hơn. Những cái thành phần dưỡng chất nó sẽ giúp da chúng ta đẹp hơn, trắng sáng hơn và hồng hào hơn, giống như da mặt của Đồng Thanh Tâm đây. Hôm trước chị Trần Ta Lan nói là bộ đánh má hồng hả cưng? Nó dạ không phải, tại em dùng cái này nó có vitamin B6 giúp cho hồng da. Cho nên là mỗi ngày uống 4 viên. Mỗi ngày uống 4 viên. Lê Trường ngồi gần cũng đã nó hồng á. Lê Trường mới tôi bỏ em vậy là tại vì cao đỏ. Mới tôi bỏ em cho đây vậy. Rồi cảm ơn chị. Mới có ngửi đâu mà hồng rồi đó. Cái này là vì ô nhiễm truyền phải không? Rồi chào. Bây giờ có người yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát nè. Chào chị Quế Phượng nha, đang xem chương trình. Rồi yêu cầu Đồng Thanh Tâm hát phải không? Trước khi lên show thì Đồng Thanh Tâm được một fan hâm mộ yêu cầu hát một cái bài về quê hương. Mà một cái bài hát này Đồng Thanh Tâm chưa hát bao giờ luôn. Hồi nhỏ rất thích nghe. Nhưng mà hôm nay thì khán giả yêu cầu thì mình là người của công chúng mà. Mình phải đáp ứng thôi. Cho nên giờ Đồng Thanh Tâm mời anh Quý Nguyễn cũng như là tất cả mọi người cùng nhau về quê ngoại nha. Một bài hát rất dễ thương về quê ngoại xin gửi đến quý vị. Rồi. Chào Thanh Sơn Nguyễn. Cảm ơn Đoàn Đặng nha. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyền cánh me xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Ơi thương làm sao lưng ngoài đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt mời anh vui sống lại như máu về tim. Cảm ơn Đoàn Đặng, cảm ơn Linda Lam, chào Ly Khánh Quỳnh, chào Ngân Nguyễn, chào Đức Trần.
chào Võ Thiên Trang. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi già nua, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyền cánh mẹ xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Ơi thương làm sao lớn ngoài đã cộng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát một mời anh vui sống lại như máu về tim. Ơi thương làm sao lớn ngoài đã cộng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát một mời anh vui sống quá hay. Chào chị Annie Nguyễn. Annie Nguyễn phải giới thiệu chút xíu, gặp chị là phải giới thiệu. Chị Annie Nguyễn là một đại lý của Richita ở tiểu bang Michigan. Chúc chị tham gia chương trình thật là vui nhé. Và một cái lời comment của chị Quế Phượng nữa cũng giới thiệu luôn chị này. Chị Quế Phượng là một người rất là thân với đệ nhất khi bo Nghĩa Sữa. Chị Quế Phượng là chị gái của anh Nghĩa Sữa. Đó, cũng chào chị luôn. Chị khen là đẹp trai còn hát hay nữa, sao chịu nổi nè. Chào cả nhà, đặc biệt là Nghĩa Sữa em của tôi. Bây giờ có chị có Mỹ Hạnh nè. Mỹ Hạnh nữa hả? Rồi, Mỹ Hạnh cũng là một đại lý của Richita. Rồi Mỹ Hạnh nói hay quá, kiểu này là chắc em phải bay mua vé bay qua để lên sóng đây. Rồi. Đó, chào Ngọc Mỹ, Hồng Hồng Thảo, Kevin Huỳnh, chào Kiệt Tuấn, Sao Nguyễn. Đó, chào tất cả mọi người nha. Vào xem để biết được Richita Bihaku là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám nha. Rồi nếu mà người thân của mình có ai đó mà bị nám da thì hãy dùng Richita để giúp cho họ xóa đi những cái vết nám đó. Chắc chắn họ sẽ rất là cảm ơn quý vị. Cho nên quý vị hãy share cái chương trình này lên nha. Và có yêu cầu ca khúc gì thì hãy comment phía dưới. Nam ca sĩ Lê Trường ngày hôm nay là khách mời ngày hôm nay sẽ hát tặng cho tất cả quý vị. Bài nào cũng hát được hết. Rồi, bài kế tiếp của ca bác sĩ Lê Trường hả? Rồi, bài gì và anh khán giả yêu cầu bài gì vậy? Có tên không hay là bài nào cũng được? Bài nào cũng được. Bài nào cũng được. Ok, cho nam ca sĩ Lê Trường chọn một bài hát để gửi đến. Nam ca sĩ đẹp trai và học giỏi. Trời ơi, khen quá, lát không đỡ rõ nữa bây giờ. Vậy cái này không phải vô uống thuốc đỏ. Trời ơi, đây là tự nhiên. Ok, thì Lê Trường xin gửi cho quý vị thêm một bài nữa. Và đó là bài hát được mang tên Hãy Quên Anh. Rồi, quên anh. Chào Kevin Nguyên Thanh nha. Chào Nguyễn Phương Thúy, chào Ngọc Hồ. Đó. Chào Thanh Sơn Nguyễn. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa dìu bước em đi, nước mắt chìm theo sông dìu phân. Đã không quên ước, đành quên ước thôi. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại buộc, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Tiếng nhau ngày vui dấu lệ thương không, để duyên tình mới đẹp
em đời khổ đau cấm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu giờ sao đã những ngày tháng mong xin trả lại buồn mình qua giờ hãy quên tên có thương và đau cũng đành chia tay đã không ước tình duyên kiếp chào Kitty Trần. Chào Nguyễn Thanh Bảo, Tracy Lê, Nguyễn Phương Thí. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Sau bài này thì tới Long, chắc chắn rồi. Bài này là Hãy Quên Anh nha Linda ơi. Hãy quên anh. Ai thương người xưa đứng bên đời khổ đau cắm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu giờ sao những ngày tháng mong xin trả lại em con đường mình qua giờ hãy quên tên có thương và đau cũng đành chia tay đã không hẹn ước tình duyên kiếp có thương và đau cũng đành chia tay đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Xin mời quý vị. Quá. Rồi cảm ơn những chàng những trái tim và những cái like của quý vị dành cho nam ca sĩ Lê Trường với bài hát có tên là Hãy Quên Anh, một bài hát rất là hay mà rất nhiều người đã nghe nhưng mà giống như Linda nói là hay lắm, thích lắm mà quên tên. Thì có tên là Hãy Quên Anh cho nên bài hát kêu quên cho nên là không ai nhớ. Hãy Quên Anh nha Linda nha. Rồi chào mọi người, thì Đồng Nam Tâm có một cái một khách hàng tên là Kim Võ hỏi là cho mình mua với và báo giá luôn để mình giới thiệu cho bạn bè. Rồi Đồng Nam Tâm sẽ dành ít phút để giới thiệu cái giá cho Kim Võ nắm nha. Thì Richita Bihaku là một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản thì quý vị đã biết rồi. Quý vị nào muốn trắng da, muốn trị nám và muốn trẻ hóa làn da, muốn chống lão hóa thì hãy dùng Richita. Thì giá cả cụ thể thì Đồng Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị nha. Thì công ty của chúng tôi chia ra hai set cho quý vị dễ sử dụng nhất, đó là set dành cho da quý vị da dầu và da khô. Thì Đồng Thanh Tâm sẽ giới thiệu quý vị da dầu và da khô nhé. Set dành cho da dầu gồm có 4 loại, gồm có sữa rửa mặt nè, lọ thuốc trắng da trị nám nè, chai serum và lọ kem. Thì có giá là 496 đô la. Và trong giờ này quý vị mua, quý vị sẽ được tặng thêm một lọ thuốc, một lọ viên uống trắng da trị nám chống lão hóa đến từ Nhật Bản nữa, trị giá 120 đô la nữa quý vị nhé. 496 đô la một set dành cho da dầu. Quý vị được tặng thêm một lọ thuốc trắng da trị nám 120 đô la nữa quý vị nhé. Và quý vị có thể gọi cho Đồng Thanh Tâm qua số điện thoại 714-595-3228, 714-914-4242. Và quý vị nhớ số điện thoại nha, gọi cho Đồng Thanh Tâm hoặc liên hệ với Facebook của Đồng Thanh Tâm để công ty sẽ
liên lạc đến quý vị sau chương trình này. Còn trong chương trình live này, nó giới thiệu quý vị là một set $496, quý vị được tặng thêm một lọ thuốc $120 nữa. Lưu lại số điện thoại 714-595-3228, 714-914-4242 quý vị nhé. Đó. Thanh Tâm còn có một người... Một cái câu hỏi của một khách nữa là hỏi thăm là cái viên uống trắng da thì order như thế nào? Thì Đồng Thanh Tâm mời anh Quý Nguyễn sẽ chia sẻ đến quý vị. Rồi mời anh Quý Nguyễn. Rồi với viên uống trắng da này đó là Thủy Nguyễn có thể order trực tiếp qua số phone hiển thị ở trên màn hình, hoặc là có thể vào trang nhà của Richita là www.richita.us. Nếu mình ở Atlanta, Georgia thì trụ sở chính của Richita ở 5950 Life Oak Parkway, gần khu chợ Hồng Kông 2 trên đường Jimmy Carter. Còn nếu như ở Nam Cali thì Thủy Nguyễn có thể đến với lại showroom tại Nam Cali ở đối diện với lại Phúc Lộc Thọ. Yeah. Thì sẽ có gặp Đồng Thanh Tâm ở đây. Và ngoài ra có một cái nhân vật rất là đặc biệt, coi như là rất là mình phải nói là rất là vui, mà một trong những người mà hết sức là đầu tiên cùng với lại Quý với lại Thùy Trang, nghĩa là cùng với Quý Thùy Trang đồng hành trong cái dịp mà qua Nhật để chứng kiến cái ngày lễ ký kết độc quyền của Wichita với lại tổng giám đốc và chủ tịch tập đoàn của nhà máy sản xuất, đó là tổng giám đốc trung tâm Đỗ Thanh Entertainment mới vừa được bắt cóc về đây. Rồi Đỗ Thanh xin, Đỗ Thanh chào khán giả Wichita. Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả của công ty mỹ phẩm Wichita. Chào anh Quý, welcome đến California, Đồng Thanh Tâm, Lê Trường. Nhạc sĩ anh Nghĩa là một trong những người nhạc sĩ mà anh em mình đồng hành rất là nhiều trong những chuyến du thuyền. Thưa quý vị, thì quý vị biết là ngay từ những lúc đầu tiên khi mà đặt chân đến Nhật thì điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là anh Quý giống Nhật hơn cả người Nhật. Ủa nó có cái lúc mà ký đồng quyền đó, Đỗ Thanh nói là nhìn ổng rồi con giống người Nhật hơn người Nhật. Đó. Và quý vị yên tâm sử dụng sản phẩm này là bởi vì anh em chúng tôi đã đến tận nơi sản xuất độc quyền và đi vào trong nhà máy, từ cái khâu vệ sinh, khâu đóng gói cho đến những công thức đều được CEO là chị Thùy Trang và anh Quý Nguyễn đã nghiên cứu thật kỹ cùng với ban giám đốc của công ty để đem đến cho quý vị một sản phẩm phải nói là từ ngày mà quảng bá trên thị trường cho đến giờ phút này chưa có một complaint nào hết. Chính xác. Vâng. Chính xác. Đó là một cái mà gọi là rất là một điều sự hãnh diện, Đỗ Thanh, đúng không? Vâng. Khi mình qua đó mình biết là cái dòng sản phẩm của mình đã được test rất là kỹ. Vâng. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, từ lúc mà ra mắt sản phẩm cho tới ngày hôm nay, lên trường không, chưa có một phản hồi gọi là không tích cực. Mình vâng. có thể nói là chưa từng có. Mình cảm thấy rất là vui với cái dòng sản phẩm của mình. Đây như là một đứa con tinh thần mà nhất là CEO Thùy Trang đã ôm ấp hơn 25 năm rồi. Đúng rồi. Và có cái dịp á mà mời Đỗ Thanh đi qua đó, lần đầu tiên ông sợ lắm. Ông qua Nhật ông chưa biết gì hết á. Ông vô ông thấy tiếng Nhật, nói tiếng Nhật không ông hoảng. Nhưng mà không biết nói tiếng Nhật nhưng mà dịch tiếng Nhật rất là hay. Nhật nói là dịch liền à. Mà quý vị biết là cái điều may mắn là ở tại Nhật đó, khi mà một công ty của người ngoại quốc về đầu tư đó, ít khi nào mình được gặp tổng giám đốc của công ty lớn ở bên Nhật. Chính mà khi này là chính tổng giám đốc về và chúc mừng và dành một cái sự ưu ái và độc quyền sản phẩm này để cung cấp trên toàn quốc Hoa Kỳ, Canada, thưa quý vị. Được rồi, cảm ơn Đỗ Thanh đã dành thời gian mà giờ tới đây nè, tham gia nào biết hôm nay kẹt xe dữ lắm. Kẹt xe. Mà đi trên xe thì coi livestream vui, thấy Lê Trường hát, thấy Đồng Thanh Tâm, thấy anh Nghĩa. Mùi không? Hát mùi quá, hát mùi quá. Cho nên là hôm rồi, nay bây là giờ mình thì... có nó hứa rồi, anh nói nếu như rồi, Đỗ Thanh mà make được cái time mà tới đây thì anh sẽ đánh đàn cho Đỗ Thanh hát. Đó trời. Thương sợ. Cái chuyện mà dám hát thì dám đánh đó. Quý vị ơi, cái chuyện mà anh Đỗ Thanh hát thì cũng không còn gì sai. Thôi giờ đổi lại Đỗ Thanh đánh đàn anh hát. À, đúng rồi. Đó. Em sẽ đánh cho anh Quý hát. Ai dám nghe mình dám hát. Rồi. Rồi bây giờ thì một lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ nghe tiếng hát của Đỗ Thanh. Anh Đỗ Thanh ngoài là một tổng giám đốc điều hành của một trung tâm entertainment ra thì anh Đỗ Thanh còn là một MC, một ca sĩ nữa quý vị. Cho nên là chuyện anh Đỗ Thanh hát là chuyện mà quá bình thường rồi. Quá bình thường. Đó. Cho nên là quý vị nếu mà quý vị có yêu cầu thì không, bây giờ múa. Dạ,
Chẳng lẽ bây giờ cái phòng studio này mới dọn về mà chẳng lẽ múa lửa thì sợ nhiều khi. Quý vị không, quý vị có biết không, khi mà qua bên Nghĩa biết không, khi mà qua bên gặp tổng giám đốc của nhà sản xuất đó, vui lắm, vui lắm, lấy xe chở anh em đi đi thăm chùa mấy rất là những cái ngôi chùa mà trên 900 gần 1000 năm. Đúng rồi. Lưu lại những hình ảnh anh em lưu lại đó, đẹp lắm. Khi mà xong cái hợp đồng rồi thì tổng giám đốc mới chở đi đến những cái ngôi chùa nó gọi là chùa vàng có nè. Đúng rồi. Rồi những ngôi chùa gần cả ngàn năm tuổi mà chắc có lẽ trong thời gian sắp tới trong chương trình mình sẽ chia sẻ những cái chương trình đó. Rồi. Vui lắm. Rồi nhưng Đỗ Thanh có hứa với lại tổng giám đốc đó là cố gắng đi rồi Đỗ Thanh sẽ biểu diễn màn múa lửa. Thôi sẵn nhân dịp này ở đây đi mình múa lửa một bữa đi. Rồi làm khó Đỗ Thanh nữa. Bữa đó em sẽ mời tổng giám đốc của công ty Richstar ở tại Nhật Bản về đây đó. Rồi quý vị chờ xem cái chương trình rất là hấp dẫn nha. Ba vị tổng giám đốc. À, một vị tổng giám đốc của Rinsita, một vị tổng giám đốc của nhà sản xuất Nhật Bản và một vị tổng giám đốc của Đỗ Thanh Entertainment. Múa lửa. Đỗ Thanh luôn, ba người cùng múa lửa trong chương trình hấp dẫn. Đó, cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại chương trình đó nha. Còn bây giờ thì Đồng Tâm tiếp tục chào những khách hàng nè. Chào Liên nè, chào Hoa Siêu Thái, chào Phạm Thái, chào tất cả mọi người đang xem. Đồng Tâm không chào kịp mọi người nha. Thì mọi người cũng thông cảm giùm. Và giờ đây thì Lê Trường có muốn hát một bài nào song ca cùng với Đỗ Thanh không, có khán giả yêu cầu nè. Trời ơi, gì vậy ơi. Sao anh? Đồng Thanh Tâm với Lê Trường hát trước một bài. Nãy giờ hát rồi. Nãy giờ nhiều quá. Đồng Thanh Tâm với Lê Trường hát nhiều rồi. Bắt công Đỗ Thanh lên đó. Hôm nay vui quá, có Đỗ Thanh lên vui quá. Mà phải nói là hạnh phúc là bởi vì sau một thời gian dài nghiên cứu và lúc mà bắt đầu để đưa sản phẩm ra thị trường thì nơi phát pháo đầu tiên vẫn là Atlanta, nơi trụ sở thì anh em nghệ sĩ về rất đông, có Lưu Bích, anh nhớ có nữ danh ca Thiên Trang, có Lâm Thúy Vân, có Đồng Thanh Tâm, có Đỗ Thanh, vân vân. Thì tất cả quý khán giả ở tại trong đêm diễn đó khi nói bắt đầu quảng bá sản phẩm này quý vị đã đứng deadline để mua hàng. Đúng rồi. Điều đó đã tạo cho một cái niềm tin và ban giám đốc càng ngày càng cố gắng hơn nữa thưa quý vị. Mà rồi, không thể thiếu là đây nè, quảng cáo rất là tốt, chia sẻ hay lắm. Rồi, chào. Rồi bây anh giờ cho nghe tiếng hát cho nó nghe tiếng nó hát phấn đi khởi hát. Là bây giờ thì thôi hai anh em mình xong ca ăn bài đi, bài chuẩn gì? Bị tâm lý chưa? Rồi, bài gì vậy? Em chọn một bài đi. Rồi. Cho em chọn luôn đó. Chọn hả? Ưu tiên cho nam ca sĩ Lê Trường. Bài ngày hôm nay quý vị chọn một bài nào đi. Hồi nãy có yêu cầu anh Nghĩa Sửa đánh bài Linh Hồn Tượng Đá cho anh hát. Linh Hồn Tượng Đá hả? Anh yêu cầu bài Linh Hồn Tượng Đá kìa. Ok. Rồi vậy thì mà phải nói là Lê Trường lúc này hát rất là giỏi. Cái lúc mà mới đầu tiên mà gặp em đó, lúc đó mới có 15, 16 tuổi thôi. Thì em nói thôi đi học ra bằng bác sĩ đi, rồi hãy đi làm ca sĩ. Thì sau một thời gian dài, bây giờ Lê Trường là một người bác sĩ ở tại Kansas City anh. Đúng rồi. Một người bác sĩ. Và sau khi làm bác sĩ xong đi hát thì em mới khám phá ra một điều là giọng hát của bác sĩ Lê Trường hát ra nghe rất là nhiều mùi thuốc trong đó. Rồi, cảm ơn sự lăng xê của anh Đỗ Thanh cho Lê Trường rất là nhiều. Rồi giờ đây mời quý vị cùng lắng nghe sự song ca ngẫu hứng của Lê Trường và Đồng Thanh Tâm qua bài hát Linh Hồn Tượng Đá. Mời anh Nghĩa Sửa. Chào Nam Trần, Ca Thi Trần, Khương Nguyễn Quỳnh nha, Phước Dani. Chào anh Khoa Đờ Đinh, anh Tuấn Nguyễn yêu cầu anh Đỗ Thanh múa. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như em mãi, như cánh chim bay qua bầu trời, có hình hài một vài giờ. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy giờ gió núi xa sông khơi tan vỡ
một võ tường. Chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây? Nghe núi tiếng đào thép giữa muôn sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn ngào. Ôm gì gặp lại lần thứ hai. Cảm ơn Liễu Huỳnh nha, cảm ơn Linda. Song ca tuyệt vời, cảm ơn cô Hoa Siêu Thái. Cảm ơn Hồng Hồng Thảo là khen, wow, hay quá. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là sự ngẫu hứng của hai anh em. Cho nên là quý vị hãy cho những trái tim để làm động lực quý vị nhé. Xa em rồi, tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng tra hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đất đâu. Tôi đứng đó như hình một pho. Đợi ai đây và tìm ai đây? Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi. Mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim dung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Vâng, đây là sự kết hợp ngẫu hứng lần đầu tiên của hai anh em. Mặc dù đã biết nhau cũng gần 2 năm rồi Lê Trường ha, nhưng mà mình lần đầu tiên được hát chung. Nghĩ hơn 2 năm chứ bộ. Năm ngoái, năm nay là 2 năm mấy rồi. Chuẩn bị qua năm thứ 3 rồi. Lần đầu tiên mình gặp nhau trên chiếc du thuyền của trung tâm anh Đỗ Thanh tổ chức. Đúng rồi. Và cũng lâu lắm rồi anh em mình mới được gặp nhau ở đây. Đúng. Anh nói thêm cái về vấn đề du thuyền của anh Đỗ Thanh. Dạ. Khi mà anh Đỗ Thanh qua bên Nhật chung với anh với lại chị Trang đó thì thì trên cái chuyến đi đó là có tổng giám đốc của nhà sản xuất đó, yeah. Ông người Nhật đó thì Đỗ Thanh mới ngỏ ý là bây giờ trên cái chuyến du thuyền này nè, tôi mời ông qua để là làm ban giám khảo chấm thi, là chấm thi ở bikini mà U70. Mà phải nói là một điều, cái kỷ niệm vui hả anh Quý, khi mà ba anh em đi thì anh Quý mới dùng cái translate bằng computer để có thể là thông dịch và nói chuyện với nhau dễ dàng. Dạ, nhưng mà nhiều khi Google cũng make a mistake. Giờ tầm 7 mà. Thì quý vị biết là thị trường bây giờ có nhiều sản phẩm cứ nói là ở tại Nhật, nhưng mà thật sự tôi Thanh chia sẻ với quý vị là cái công ty Richita đó, cái công ty Richita làm sản phẩm xuất xứ tại Nhật Bản, Osaka và Kyoto, thì đây là một sản phẩm mà chính đích thân chúng tôi đến tận nơi và nhìn thấy và ao ước trông chờ từng ngày một để sản phẩm gửi sang đến tại Hoa Kỳ. Và cái ngày khi mà cả lô hàng gửi sang tới Hoa Kỳ thì là anh em đều rất là vui và có một cái buổi ra mắt ở tại Atlanta. Điều này có thể chứng tỏ được rằng khi quý vị sử dụng sản phẩm, quý vị sẽ rất yên tâm vì chính hiệu ở Nhật Bản. Chứ nhiều người cứ nói đông trùng hạ thảo tại Nhật Bản, thì thưa quý vị, Nhật Bản không có đông trùng hạ thảo đâu ạ. Dạ, cho nên có nhiều khi quý khán thính giả sẽ rất yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ rất là thật lòng của anh Đỗ Thanh. Mà cái điều này thì ông ta mới biết luôn, cho nên là cảm ơn anh rất là nhiều. Đông trùng hạ thảo là không có ở Nhật không anh? Không có ở Nhật đâu em. Wow, không bao giờ. Cho nên đó, đúng không anh Nghĩa? Để chị thông dạ đó rồi, rồi cảm ơn sự chia sẻ của anh rất là nhiều, và đồng Nam Tâm tiếp tục
trả lời một câu hỏi của chị Annie Nguyễn. Hỏi là khi nào thì Annie với anh Khoa Đờ mới được lên đây ngồi hát với Đồng Thanh Tâm? Rồi. Anh Quý trả lời đi, Đồng Thanh mời câu hỏi này anh Quý trả lời. Anh rất là vui. Annie Nguyễn là dạ. một trong những đại lý của Richita. Còn Khoa Đờ Đinh là anh em mình gặp nhau bên đó rồi. Dạ. Là một trong những người mà rất là thân với lại Richita. Và còn mong chờ nữa, tới rất là gần, một ngày rất là gần. Annie Nguyễn và Quarter set up một studio sẽ làm cái chương trình Richita vào ngày thứ tư hàng tuần sẽ coming soon. Đó. Và Quarter đó còn là diễn viên điện ảnh của Hollywood. Đó. Thì cái ước mơ của Quarter sẽ có thể từng bước giới thiệu cái sản phẩm Richita vào cái thị trường Hollywood. Rồi, xin chào Quarter Đinh, chào Annie Nguyễn. Rồi đó, rồi chị... Xuân nha, Xuân là Khoa Đờ Đinh với lại Annie Nguyễn mới lên đây. Và đảm bảo bữa đó là sẽ Quý sẽ tham gia hát với lại Khoa Đờ. Đó, hẹn hát nữa. Vâng, quý vị sẽ chờ đợi một cái chương trình hấp dẫn của chị Annie Nguyễn với anh Khoa Đờ Đinh vào thứ tư hàng tuần. Cũng sẽ làm chương trình giống như thế này. Vì anh Khoa Đờ Đinh và Annie Nguyễn cũng là một trong những người rất là thân với Richita Bihaku nha quý vị nhé. Rồi tiếp tục chào Lê Thanh Sơn nè, chào Trang Kim, chào bạn Nguyễn Tá Triệu. Rồi mọi người có yêu cầu gì đó thì comment phía dưới nha. Thì trong chương trình âm nhạc và làm đẹp thì lúc nào cũng sẽ chia ra hai phần. Một phần là khách mời ca sĩ sẽ hát cho quý vị nghe. Một phần là chuyên gia, ngày hôm nay là anh Tổng Giám Đốc Richita, anh Quý Nguyễn. Và anh Tổng Giám Đốc của trung tâm Đỗ Thanh Entertainment cũng là một trong những nhân chứng đầu tiên đến với Nhật Bản cùng sắp tháp tùng với hai vị Tổng Giám Đốc qua đó làm việc với nhà sản xuất Nhật Bản, chia sẻ đến quý vị những cái cảm giác, những cái sự việc đầu tiên chứng nhận khi vào trong nhà sản xuất của Nhật Bản. Thì Đồng Thanh Tâm muốn hỏi thêm là khi mà hai anh Tổng Giám Đốc qua bên Nhật Bản như vậy đó, thì mình bước vào trong được, mình đặt máy quay trong nhà máy sản xuất đó, thì hai anh có cảm giác gì khi mà mình được thấy những cái công đoạn khép kín đó, mà mình được là người Việt đầu tiên mà được quay, thì hai anh có cái cảm xúc gì? Để đó chia sẻ, để Đỗ Thành chia sẻ. Anh chia sẽ nhiều rồi, để Đỗ Thành chia sẻ. Tâm biết là cái công ty của Nhật Bản á, ít khi nào mà họ cho phép em cầm camera mà quay từng cái bộ phận để hình thành lên những cái sản phẩm đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và khi mà được cái vinh hạnh đó, đi vào trong những cái khâu sản xuất, khâu làm cho sạch sẽ vệ sinh rồi khâu đóng gói, mình được vào tận bên trong, nhưng mà trước khi vào đó ta biết là họ sẽ phát cho mình một cái uniform, và trong cái uniform đó phải được tẩy vệ sinh đàng hoàng, đeo găng tay, đeo nón, rồi sau đó mình mới được vào bên trong. Cái chính đích thân của Tổng Giám Đốc là người làm tour cho mình đi vào công ty luôn. Wow, điều này chưa bao giờ xảy ra đâu nha em. Rồi sau đó, sau khi họp xong thì ông Tổng Giám Đốc mới nói là qua cách nói chuyện và cách làm việc thì ông tin chắc rằng công ty Richita sẽ phổ biến sản phẩm của Nhật Bản rộng rãi khắp mọi nơi, và ông tin tưởng sẽ đem đến sự thành công. Trong cái bữa ăn lunch đầu tiên thì phải nói là vì cái không khí quá vui, rồi thức ăn, cách đối xử của người Nhật, mà anh đi qua đến Nhật, anh học một cái hay lắm mà muốn chia sẻ với quý khán thính giả hôm nay là bên Nhật có một cái nét văn hóa hay mà Đỗ Thanh học hỏi là cái cúi đầu. Nó sẽ trùng hợp với cái câu ca dao Việt Nam là lúa chín thì cúi đầu. Điều đó có nghĩa là những người họ rất là thành công và chỉ cần một cái cúi đầu mình cảm nhận được cái sự trân trọng khi bước vào công ty. Hay lắm, tuyệt vời. Cái cảm giác đó là hầu như quý khán thính giả nào mà đang ngồi chia sẻ cũng cảm nhận như là một cái nét văn hóa tuyệt vời của người Nhật. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ rất là thật lòng của anh Đỗ Thanh. Và thật sự thì Đồng Thanh Tâm cũng cảm nhận được là người Nhật họ có một cái văn hóa là một cái chào. Không biết là người thân cận hay là người lạ, nhưng mà khi mà họ gặp mình thì họ chào mình đầu tiên và họ chào rất là thành tâm. Tôn trọng lắm. Chào rất là cúi đầu. Thậm chí Đồng Thanh Tâm thấy những cái cây xăng mà mọc lên đó của người Nhật đó. Đúng rồi. Mình ra họ cũng cúi đầu chào, mình vào họ cũng cúi đầu chào. Cho nên là rất là hay, cho nên chúng ta phải học hỏi cái nét văn hóa đó của người Nhật nha quý vị nhé. Trong cái tour mà ở trong nhà máy đó, họ hướng dẫn cho mình từng cái, ví dụ chẳng hạn như là cái sản phẩm của mình đó, họ phải từng cái container họ phải bỏ vào trong một cái máy, và họ phải make sure là cái nó có thể có sức chịu đựng theo cái temperature nó cho đúng như thế nào, và nó giữ như thế nào, và cái test dị ứng là cái test đầu tiên. Cái này hay ở một điểm là những sản phẩm xuất bản và sản xuất từ Nhật
không có phản ứng phụ. Đúng, chính xác. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ rất là hữu ích của hai vị tổng giám đốc rất là nhiều. Và quý vị hãy yên tâm, hãy sử dụng Richita Bihaku. Quý vị sẽ cảm nhận được những cái tinh hoa của người Nhật đã cho vào trong cái sản phẩm này. Và sẽ cái giống như anh Đỗ Thanh đã chia sẻ, cái test mà đầu tiên đó là không có dị ứng quý vị. Cho nên là quý vị hãy yên tâm và sử dụng. Và có mọi thắc mắc gì và order sản phẩm thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại luôn luôn hiển thị trên màn hình 7145953228 7149144242, hoặc quý vị vào trong trang nhà www.richita.us, quý vị có thể tìm hiểu mọi thông tin trên đó cũng như là mua trực tiếp hàng trên đó luôn quý vị nhé. Và vào lúc 5:30 đến 6:30 giờ Cali trên sóng truyền hình Việt Bay TV 1.4 San Jose và trên Unobox của Việt Bay TV trên kênh 104 thì Đồng Thanh Tâm có 30 phút Richita Live Shopping. Quý vị đang thấy cái poster đó thì quý vị nhớ đón xem trong chương trình live đó, chúng ta có khoảng 30 phút. Quý vị order sản phẩm, quý vị sẽ được tặng phẩm thêm những cái phần quà rất là giá trị cụ thể như sau. Quý vị mua 3 lọ viên uống trắng da trị nám chống lão hóa, quý vị được tặng 1 lọ. Mua 3 lọ được tặng ngay 1 lọ. Quý vị mua 1 set với công thức bên trong uống bên ngoài chúng ta thoa, quý vị cũng được tặng ngay 1 lọ trị giá $120. Và đặc biệt quý vị mua 2 set cùng một lúc, quý vị sẽ được tặng một lọ kem rất là giá trị tương ứng với giá tiền $179 và $225 tùy theo quý vị mua set dành cho da nào quý vị nhé. Cho nên là chỉ có trong giờ live thôi, quý vị nhớ đón xem và order trong cái giờ đó 5:30 đến 6:00 PM giờ Cali trên sóng truyền hình Việt Bay TV quý vị nhé. Và anh cũng chia sẻ với Đồng Thanh Tâm với lại quý vị rằng là cái chương trình mà promotion này đó thì nó có trong cái thời gian ngắn mà thôi, là bởi vì đối với loại sản phẩm của Nhật Bản á, là họ không có quan trọng về vấn đề tặng phẩm mà họ quan trọng về vấn đề chất lượng của sản phẩm. Tức là họ muốn khi mình qua Nhật, như Đỗ Thanh thấy khi mình qua Nhật đó, không có tặng phẩm, không có tặng phẩm của Nhật, không có tặng phẩm. Và người ta muốn mình đó là mình mua sản phẩm bởi vì cái chất lượng của sản phẩm, chứ không phải mình mua sản phẩm bởi vì tặng phẩm. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên Richita Bihaku mình am hiểu cái thị trường của mình ở Hoa Kỳ này. Ngoài ra là mình muốn khuyến khích những người khách hàng của mình sử dụng và có cơ hội được tiết kiệm và được cơ hội sử dụng cái dòng sản phẩm cao cấp Richita Bihaku đến từ Nhật Bản. Cho nên mình mới thương lượng bên phía nhà sản xuất rằng hãy cho những cái tặng phẩm này trong một thời gian cố định, thời gian ngắn thôi. Cho nên quý vị hãy tranh thủ tận dụng cái thời gian này để được nhận những cái tặng phẩm. Cho nên là quý vị hãy tham gia chương trình live shopping của Richita vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Cái sản phẩm mà làm cho trắng da mà quý vị đang theo dõi trên màn ảnh đó, thì quý vị biết là nó không phải chỉ cho trắng da không, mà ngay cả cái nét đồi mồi hay là những cái làn da bị xám ở ngay trên người từ cái gót chân đi lên thì nó đều effect hết. Có nghĩa là khi mình uống cái loại thuốc này vào thì những cái tế bào chết, những cái nét nhăn hay là những cái làn da bị đen không có đúng theo cái ý của mình, hay là ngay cả những cái vân cổ, nó đều sẽ mờ nhạt dần và tạo nên một làn da mới thưa quý vị. Cảm ơn Đỗ Thanh nhắc cái đó rằng đó là mình có một số khán giả đó là Đỗ Thanh biết là cái lưng á bị do mụn rồi cái vết thâm của mụn để lại rồi ngại mặc áo 2 giây. Nhưng mà từ lúc uống cái viên uống trắng da này là tự tin mặc áo 2 giây luôn, cho nên rằng là niềm vui của quý vị là niềm vui của Richita. Mà bởi vì có một cái này hay lắm mà tế nhị là Đồng Thanh Tâm phải chia sẻ với quý khán thính giả nữa, là có nhiều cô đó khi mà mùa hè đến mặc bikini đôi lúc sẽ có một phần nào đó làm cho mình hơi thiếu tự tin. Nhưng khi sử dụng cái sản phẩm trắng da này thì từ ở bất cứ một cái khớp cạnh nào của một bộ bikini đều có thể phô được cái làn da trắng trẻo, xóa tan đi những cái vết đen thâm đúng ở rồi, những nơi đó. Đúng, vâng. Cảm ơn Đỗ Thanh nhắc lại đó. Đúng. Cảm ơn sự chia sẻ rất là nhiệt tình của Đỗ Thanh. Cái này thì Đồng Thanh Tâm vẫn thường hay chia sẻ nhưng mà không có dám nói rõ rõ như thế. Chỉ dám nói là nguyên cái body quý vị sẽ được trắng luôn chứ không chỉ là trên cái face quý vị không. Cho nên là hôm nay có anh Đỗ Thanh thì Đỗ Thanh chia sẻ luôn là quý vị hãy yên tâm mà thoải mái khi mà mùa hè tới chúng ta có thể thoải mái bikini đúng không Thanh? Tại vì có cái cô gái đó quen thì cũng mấy năm trước thì cũng biết, thì đi tắm biển chung năm sau thấy trẻ hơn thì ok hỏi. Không, Đỗ Thanh có mời ông tổng giám đốc của nhà sản xuất qua thì để đó, chấm thi chấm thi bikini mà bikini U70. Dạ, bikini U70. Dạ, quý vị cứ sử dụng sản phẩm này là sẽ tự tin xoải bước trên sân khấu thôi. Rồi, rất là vui, cảm ơn sự chia sẻ thú vị của anh Đỗ Thanh rất là nhiều. Và Đồng Thanh Tâm chào một người nữa,
một người bác họ của Đồng Thanh Tâm ở tại Việt Nam. Và trong tương lai thì bác cũng sẽ trở thành một trong những đại lý của Rigita Bihaku tại Việt Nam. Tổng đại lý. Xin mời con chào bác Ngọc Hạp nha. Và Kim Võ có hỏi một câu là uống bao lâu mới thấy có kết quả vậy anh? Đó, xin mời câu hỏi này anh Quý Nguyễn trả lời. Thông thường á là tùy theo cái loại da, mà thông thường là một tuần là mình đã cảm thấy cái sự khác biệt rồi. Cũng giống như ngày hôm nay khi làm live shopping của chương trình có khán giả gọi vào đó, quý vị thắc mắc một là tuần, vì rồi... sao uống có một tuần vậy thì anh giải thích vì sao uống một tuần là có kết quả. Do cái ingredients của viên uống trắng da chị nám của Rigita, cái sự đặc biệt của nó, tức là ngoài cái standardized, cái tiêu chuẩn chung về trắng da chị nám, cho nên riêng cái viên uống trắng da chị nám của Rigita nó ép thêm rất nhiều thành phần trắng da và làm hồng tế bào da. Đó là lý do tại sao mà nó mang lại cái kết quả rất là nhanh và an toàn, đó là điều rất là đặc biệt. Cho nên là được một số khán thính giả đã khách hàng của Rigita gọi đặt cho cái tên là thần dược và hiện tại là cái viên uống trắng da này là best seller, bán rất chạy, chảy hàng cái viên uống trắng da này. Đó, cho nên là Kim Võ ơi, hãy order ngay đi, hiện tại đang vẫn còn chương trình mua 3 lọ được tặng ngay 1 lọ. Đúng. Mà chỉ có trong thời gian ngắn thôi quý vị nha. Xem lại chương trình này nhớ ghi vào 5:30 đến 6:00 trên sóng truyền hình Việt Bay TV 1.4 sao G và Uno Việt Bay TV 104 5:30 đến 6:00 PM nha. Order trong giờ đó quý vị mới được tặng nha quý vị. Còn trong giờ này thì quý vị cũng có thể được tặng luôn. Ngày hôm nay đặc biệt có anh Quý Nguyễn ở đây. Tặng ảnh này... cho quý vị luôn. quá ác. Ở đây thì quý vị chỉ cần đem ảnh về thôi là bao nhiêu sản phẩm gì quý vị cần là có cố vấn kế bên. Giỏi lắm. Hôm nay là không biết có thụ gì không, tôi mời là bán tôi luôn nè. Bán em chạy gần 70 mai một giờ để chạy nó lên cho kịp giờ. Vâng, rồi thì bây giờ thì chúng ta hát một bài gì vui vui đi. Đúng. Ba anh em chúng ta cùng hát một bài được không anh Thanh? Bài gì vui vui đi cho anh chọn đó. Bài gì cha 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 đi. Ly rượu mừng á. Chào bọn. Bài gì cha 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 dễ hát. Hoặc là cho anh Thanh chọn một bài đi. Ghé bên Sài Gòn. Hả? Bài gì? Ghé bên Sài Gòn. Sài Gòn. Chọn đi. Chưa biết. Bài bài đó Trường lúc chưa bài đang theo dõi trong chương trình live, trong lúc mà Đồng Thanh Tâm với Lê Trường đang coi bài gì để gửi rồi, hai người hát đi. Bây giờ thì trước khi hát thì trả lời khán giả nữa kìa. Là bao nhiêu một lọ vậy anh? Anh trả lời được rồi. Một lọ chỉ có 120 đô thôi quý vị nhé. Một lọ viên uống trắng da trị nám với giá là 120 đô la. 120 viên thảo dược đẹp da bên trong, tương ứng với một viên có 1 đồng mà. Cho nên là bởi vì uống viên có 1 đồng thôi, ngày bỏ ra có 1 đồng mà. Một ngày uống sẽ 4 viên sáng, 2 viên chiều, 2 viên trước khi ăn, nửa tiếng. Vậy là mỗi ngày chúng ta dùng 4 đồng để chăm sóc tốt cho làn da đẹp. Dạ, và quý vị, dạ thì quý vị thấy là thường thường những cái chương trình mà quảng bá về mỹ phẩm là quý vị thấy phụ nữ lên nhiều. Chương trình này đặc biệt là 5 người đàn ông. Tại vì mình tự tin cái viên uống trắng da chị nám này mình uống rồi, mình chưa có một cái chương trình quảng cáo mỹ phẩm mà 5 người đàn ông lên quảng cáo. Trong đó các bà ở nhà thì cứ gọi điện thoại vào mua, số điện thoại đang hiện ra trên màn ảnh. Rồi cảm ơn sự chia sẻ vui của anh Đỗ Thanh. Thật sự mà nói thì tại vì sao mà đàn ông lên trên đây ngồi quảng cáo mỹ phẩm quý vị? Tại vì giống như anh Quý Nguyễn chia sẻ là đây là sản phẩm của Nhật Bản 100%. Cho nên chất lượng chúng tôi rất là tin tưởng cái chất lượng. Mà nhiều khi Đồng Thanh Tâm còn nói vui nữa, hãy giới thiệu cho chúng tôi cái làn da mà quý vị cho rằng là xấu nhất đó quý vị. Hãy để chúng tôi chăm sóc quý vị đẹp lên. Đó là minh chứng cho sản phẩm của chúng tôi. Cho nên chúng tôi rất yên tâm, quý vị hãy yên tâm nhé. Ngoài ra cái dòng sản phẩm còn cái nữa, Đỗ Thanh Tâm là ngoài những người Á Đông của mình. Nhưng mà Trường biết là gần đây mình có được một số khách hàng là người Mỹ. Họ sử dụng thì người Mỹ họ bị đầu mồi. Đúng rồi. Thì khi họ uống ở đó đó, rồi họ sử dụng cái bộ sản phẩm của mình, họ mới lên Facebook họ share. Được. Họ share điều ra hết, mình cảm thấy rất là vui. Đó là một trong những cái mà niềm tự hào khi mình làm được ra một cái dòng sản phẩm như vậy. Nó rất là tốt. Mình cảm thấy vui thật. Bây giờ cho ca nhạc cho nó. Rồi ca nhạc cho nó ấm vui, vui ấm khán phòng lên. Bây giờ mình chọn một bài nào vui vui đi. Nhiều khi hát thì nghệ sĩ hát thì mình có rất là nhiều bài hát. Nhưng mà nhiều khi bất ngờ cái mình chọn một bài, cứ mình không biết chọn bài gì. Bây giờ khán giả yêu cầu một bài gì đi. Bằng Nhi có nói cái bài gì hay, bài vui vui là vui thành phố buồn phải thành không? Thành phố buồn. Rồi bây giờ thì khán giả có yêu chưa có yêu cầu, không biết là hôm nay cái mạng Facebook nó có bị gì giống như hôm trước hay không.
không có thấy yêu cầu ca khúc mà bây giờ mình cứ có mình chọn bài đi ha. Chọn bây giờ anh nói anh nghe hay như khán giả yêu cầu thì mình hát, còn mấy thôi ba anh em mình tự yêu cầu rồi mình hát rồi. Anh Thanh chọn bài đi. Rồi em có nghĩ ra được bài nào vui vui không? Bài nào vui vui hả? Trời lúc nào Trường cũng lúc hát nhạc buồn không chứ có buồn đâu. Trong thời gian đang chọn bài anh Nghĩa cho nhạc cho nó sung lên tí xíu anh Nghĩa. Dạ. Bây giờ cho anh Nghĩa chọn bài luôn mới ghê nè. Sài Gòn đi, Sài Gòn đẹp lắm đi. Sài Gòn đẹp lắm. Ừ, rồi. Sài Gòn hả? Hai ghế bánh Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn đẹp lắm đi. Sài Gòn đẹp lắm hả? Rồi, vô nhạc anh Nghĩa. Vô nhạc là nhớ bài. Rồi, Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Vừa xe như nước trên đường vẫn hoa màu. Người già thăm bên câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thản đón chân người đến chơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la. Cảm ơn anh Nghĩa Sữa rất là nhiều. Cảm ơn anh Đỗ Thanh ngày hôm nay. Mặc dù đạp xe nhiêu 70 mai trên một giờ hả? 70 mai mà hên là không bị cái thích kịch nào hết. Hên nha. Cảm ơn anh Đỗ Thanh rất là nhiều. Và hy vọng là một ngày đẹp trời nào đó anh Đỗ Thanh sắp xếp sẽ lên đây chọn một chương trình cùng với Đồng Thanh Tâm cũng như là anh Quý Nguyễn. Và cho đây thì thời lượng chương trình thì chúng ta cũng sắp hết rồi. Cho nên là hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau nhé. Và quý vị khán giả nhớ đón 30 phút của Đồng Thanh Tâm với Richita Live Shopping trên sóng truyền hình Việt Bay TV 5:30 đến 6:00 PM giờ Cali nha quý vị nha. Đón xem trong chương trình đó và order sản phẩm trong chương trình đó, quý vị sẽ được tặng phẩm rất là nhiều sản phẩm. Và giờ đây thì mời anh Quý Nguyễn nói lời chào và lời cảm ơn tới tất cả quý khán giả của Richita. Rồi trước tiên là cảm ơn Đỗ Thanh đã tranh thủ dành, phải nói là rất là đặc biệt đọc ra 70 mai anh ơi. Em ráng lắm. Em phải có mặt, nó không anh phải đợi em lên để chia sẻ cái vụ mà bikini ở Nhật đi. Thế nên là rất là cảm ơn Đỗ Thanh dành thời gian lên với chương trình, và cảm ơn Lê Trường đã tham gia chương trình, và đặc biệt không thể nào quên là anh Nghĩa Sữa 10 ngón tay vàng khe và bổ sung chính năng lên giá.
Rồi Đỗ Thanh có chia sẻ. Hương là em phải cảm ơn anh Quý với chị Trang rất là nhiều, bởi vì cách trước khi đi dự 2 tuần lễ em nằm mơ và mở đài TV lên thấy Chùa Vàng thích quá. Đó là ước gì một lần mình được về Chùa Vàng để khấn Phật. Thì 2 tuần sau Đỗ Thanh đã đặt chân đến tại ngôi Chùa Vàng cùng với anh Quý với chị Thùy Trang, rồi đến những ngôi chùa cả ngàn năm tuổi, bước lên từng bậc thang, chúng tôi cảm nhận được cái không khí ở Nhật Bản vô cùng đẹp và thanh tịnh. Thì tự nhiên cái ước mơ mình trở thành sự thật. Bây giờ lại có thêm sản phẩm của Richita để làm đẹp cho mọi người, mọi nhà. Và ước mong Richita sẽ không làm phụ lòng quý vị, và hãy tin tưởng sử dụng sản phẩm đó. Cảm ơn Đồng Thanh Tâm, Lê Trường. Cảm ơn anh Nghĩa Sửa rất là nhiều. Lúc nào cũng đẹp. Baby Phi, trẻ mãi không già. Rồi, một lần nữa thì Đồng Thanh Tâm và ekip thực hiện chương trình cảm ơn tất cả sự đồng hành của quý vị. Nếu mà không có quý vị thì chương trình sẽ không có lôi cuốn và hấp dẫn bởi những cái sự yêu cầu lắt léo của quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị rất là dễ thương với tiếng hát của nam ca sĩ Lê Trường, một giọng ca ngọt lịm, cũng như là những chia sẻ rất là thật lòng của 2 vị tổng giám đốc, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về dòng mỹ phẩm trắng da chị nám đến từ Nhật Bản 100% từ thảo dược thiên nhiên. Và chỉ cách quý vị một cuộc điện thoại thôi, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại luôn luôn hiển thị trên màn hình. Và giờ đây thì Đồng Thanh Tâm, anh Quý Nguyễn, anh Đỗ Thanh và nam ca sĩ Lê Trường cùng anh Nghĩa Sữa sẽ gửi lời chào đến tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Ở Việt Nam thì một ngày làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau. Xin chào. Tôi xin giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm trắng da trị nám cao cấp đến từ Nhật Bản, Richita Bihaku, an toàn, hiệu quả và chất lượng. Với viên thuốc trắng da trị nám Beautiful Skin Supplement cùng với bộ mỹ phẩm trắng da trị nám cao cấp được điều chế hoàn toàn từ dược thảo thiên nhiên, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Viên thuốc trắng da trị nám Richita được điều chế với các thành phần chính: hợp chất L-citrulline kết hợp với vitamin C, hợp chất selenium và zinc yeast, orange fruit extract, pineapple fruit extract cùng với nhóm vitamin B. Mỹ phẩm trắng da trị nám Richita được điều chế từ các chiết xuất thiên nhiên như chiết xuất hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất organ extract, Thai extract, chiết xuất trái cây Murasaki, chiết xuất kiwi, hợp chất arbutin và yeast extract kết hợp cùng với 2 loại hợp chất vitamin C, giúp dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da, chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi da, nuôi dưỡng tế bào gốc trong da, giúp ngăn ngừa và cải thiện vết thâm, đốm nám và tàn nhang trên da, duy trì sức khỏe của da, dẫn đến một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám Richita Bihaku được nhà sản xuất Nhật Bản chuyên dòng sản phẩm trắng da trị nám tại Hirakata City, Osaka Prefecture, điều chế và sản xuất độc quyền cho tập đoàn Richita Bihaku, có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, tiểu bang Georgia. Nhà máy sản xuất của chúng tôi được thành lập từ năm 1952, có trụ sở chính ở Osaka Shi, Kyotoku và văn phòng thương mại tại Ginza, Chuku, Tokyo. Với hơn 66 năm không ngừng sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản, sản phẩm